Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Hồ Minh Đương xin kính gửi lời chào đến ban trị sự và những bà con cô bác ở nơi đây. Hồ Minh Đương xin chúc cho tất cả bà con nơi đây nhiều mạnh khỏe, vạn sự thành công. Hồ Minh Đương rất là vinh hạnh được về đây 3 lần rồi quý vị. Và lần nào cũng thấy những người bác, người cô, cô chú, anh chị rất là đông, dễ thương nữa. Dạ. Bây giờ nãy giờ anh chị hát cũng nhiều, song ca đâu cũng nhiều. Bây giờ cho phép Hồ Minh Đương xin gửi một bài hát này. Cũng như cũng gần Tết đến xuân về, cũng giống như người con gửi về cho cha mẹ dưới quê vậy đó. Dạ. Một sáng tác của anh Phi Hùng, ba câu giọng cổ được mang tên Đời ở trọ. Dạ, cho con chào báo tay lớn lớn ở gia đình. Dạ. Đêm nay một mình tôi dưới căn phòng to, nghe tiếng gió sạt sào qua mái lá lao sao. Đời phòng trọ gian khổ biết bao, đêm nằm thương nhớ mẹ. Bao năm dài nơi đất khách tha phương, chưa một lần về thăm quê cũ. Đời phòng trọ khổ lắm mai ơi, cơm bữa đói bữa no, nhiều đêm thức trắng chẳng trọc bâng khuân mà sẽ thắt tim mình. Nhớ mẹ thương em mà nước mắt đừng đồng, đã trải qua bao nhiêu nghề sương gió, từ ăn phụ hồ qua bốc da cực khổ nhiều, những đau có mấy dư, nào là tiền nước, tiền cơm, tiền nhà, tiền điện. Bữa ăn chưa no đã lo đến tháng biết đến bao giờ, vừa qua cơn nghèo khổ. Đêm dài chờ những chuyến mưa qua, gió sạc sao thêm bao nỗi xót xa. Ta tha phương cầu thực chỉ mong một ngày mai tươi sáng. Giờ ngồi nơi đây nhìn mưa lại nắng cay đắng, không buồn buồn lắm nữa. Lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ yêu mới để làm nào. Mẹ ơi, giờ này mẹ đang yên giấc ngủ sâu, chắc mẹ
có mơ về đứa con xa xứ. Mẹ hãy thương con mà tha thứ, con sẽ trở về bên mẹ yêu thương. Chẳng có giống ngàn đời mẹ ớt cô yêu, con sẽ thay mẹ thân yêu mà lo những đứa em thờ. Đêm nay phòng trò một mình nhớ về quê cũ nơi quá tình mẹ bao la. Mưa rơi ướt lạnh tim này, lòng người lữ khách ngày âu lo. Quá dễ thương luôn em trai. Dạ con xin cảm ơn những ca đoàn tân thương vậy. Thật tình mà nói thì trong tất cả chúng ta dạ, ai ai cũng vậy. Dù ở nơi đâu, bất cứ phương trời nào, nhưng mà những ngày xuân thì muốn trở về thăm gia đình, sum họp với cha với mẹ để mừng tuổi ông bà và cha mẹ. Một lần nữa xin được thay lời giọng hát ngọt ngào và truyền cảm của nghệ sĩ Hồ Minh Đương trân trọng cảm ơn những cành hoa tươi thắm mà tất cả quý vị dành tặng.